Nói to lên. Toán, hoạt động chạy nhiệt, nhiệt. Rồi. Điện lý. Quần áo là khi mà dùng là không được để treo lên trên dây này nhá. À. Treo lên trên kia nhá. À. Là tí nữa anh đi mua thêm móc nữa, là để vào trong móc nhá. Cái xô này nhá. Cái xô này thì một tí nữa rửa xong thì cho gạo vào đây nhá. À. Còn là mấy cái bát này thì bây giờ em đổ bát bỏ hết lên trên cái chỗ rửa bát này đi. Đấy. Cặp sách thì để thế này nhá. À. Lấy một cái áo cộc không? Hay lấy cái áo dài tay. Lấy áo dài tay thôi. Đi học mà có phải là đi làm đâu. Mà à. Mình mặc áo trắng này nó. Vừa chưa? Rồi. Thích loại này không? Mà đi học là phải mặc những cái bộ áo trắng như này thì chùa là đi ra ngoài tiếp xúc được thêm là nhiều những cái môi trường mới để cho chùa là biết được nhiều thứ hơn các bác. Con xin cảm ơn bà bé đã hỗ trợ con đi học một chút. À, một khoản là 15.006.000 các bác nhá. Số tiền mà cháu Lực chi đi hết là 13.050.000. Đấy là cái khoản hôm nay là anh chi mua đồ cho em nhá. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cũng là ngày mà em chùa là đi vào nhập học rồi các bác ạ. Và đáng lẽ ra là sáng ngày mai thì mới là đến trường và nhập học. Thì cháu Lực với lại em chùa thì mới đi. Đấy, nhưng mà do là cái quãng đường là xa quá, cho nên là buổi sáng ngày mai hai anh em không có thể mà dậy được sớm, cho nên là tối nay hai anh em sẽ quyết định là đi từ tối nay là đi xuống huyện luôn. Thấy chùa cũng khá lâu rồi anh không gặp chùa rồi nhỉ? Hay hôm nay thì cháu Lực mới điện cho chùa và bảo là chùa là xuống trọ của cháu Lực để mà cùng cháu Lực đi xuống huyện. Thế thì bây giờ chùa là gửi một lời chào tới các ông bà thế nào? Con xin chào các ông, các bà, các cô, các chú. Rồi, thế bây giờ là đang là mấy giờ rồi chùa? Chùa xem điện thoại bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ sắp có 11 giờ. Sắp có 11 giờ đúng không? À. Thế là một tí nữa mà anh em mình sẽ di chuyển đi vào huyện nhá. À. Đấy, có thể là sáng, có thể là ngày mai là em sẽ đi vào nhập học. Và hôm nay thì anh có nhận được một cuộc điện thoại là từ bên là ban lãnh đạo của nhà trường trung tâm có điện cho anh là bắt đầu là sáng ngày mai đúng 7 giờ là em tập trung ở trường để mà đi vào nhập học. Rồi đấy, tuy nhiên thì trong cái thời gian vừa rồi ấy thì là em cũng biết là ai là người mà giúp đỡ cho em đi học đúng không? Em còn nhớ là ai không? Rồi, đấy, và ngày mùng 8 tháng 8 thì anh có nhận được thêm là một cái khoản là của bà bé nữa là 15.006.000 nhá. Và trong đó thì trừ đi là đợt trước mà đi sắm đồ đấy là âm của anh mất là 1.340.000. Đấy, và anh sẽ trừ cái số tiền này xuống thì là bây giờ còn dư là 13.600 là 66.000. Đấy, cái khoản này thì bà có nói với anh là em thiếu thêm những cái đồ dùng gì thì sẽ mua để cho em. Thế thì ngày mai thì buổi sáng khi mà em đi tập trung ấy, tập trung ở trường ấy, thì anh sẽ đi mua thêm là một số đồ nữa để mà để cho em. Chị em chỉ cần việc là vào sinh hoạt thôi. Thấy hôm trước thì một số đồ đạc thì anh em mình cũng đã sắm sửa là khá là đầy đủ rồi. Đấy, tuy nhiên thì ngày mai xuống thì vẫn còn thiếu thêm là một số đồ nữa. Phòng của em thì là người ta chưa có lát gạch, chưa có lát gạch ấy, cho nên là có thể là anh sẽ phải mua thêm là cái miếng trải này này, miếng trải như kiểu là miếng của em đang ngồi này, nhưng mà không phải là loại này nhá, nó sẽ là loại khác. Đấy, thì ngày mai trong quá trình mà em đi học ấy thì anh sẽ ở nhà là anh làm thì anh có thể là anh ghi được video lại, có thể là anh cũng sẽ không ghi được hình lại. Ở đây thì là em biết kênh của anh rồi đúng không?
Đấy, có thể là em đi vào đấy để mà xem. Đấy. Thì cháu Lực muốn ghi hình lại cái quá trình khi mà hai anh em đi xuống huyện, là em chùa, là xé nhập học và đi học như thế nào của bác nhá. Chùa thì có thấy là sau một năm mình không đi học ấy, thì là cảm giác bây giờ đi học lại thì thế nào? Có vui không? Có. Nhưng mà môi trường mới là em sẽ phải là bỡ ngỡ hơn rất là nhiều đấy. Đấy, ở đấy thì bây giờ thì hai anh em mình ở, thì là anh dặn cho em điều này này. Anh dặn cho em cũng như là để tất cả các bác là cùng nghe luôn. Đến trường khi mà có đi xuống cái kia thì có thể là không thể tránh khỏi những cái việc này. Bạn bè mà bắt nạt, thứ nhất là bảo với anh, thứ hai là bảo với cô giáo nhá. Đấy, nhưng mà nếu mà ngại bảo với cô giáo thì cứ bảo với anh sẽ khắc liên lạc của anh sẽ làm việc hết nhá. Đấy, ở đây đi xuống dưới thì đừng có nghĩ rằng là khi mà bạn này bắt nạt là mình bỏ học, mình trốn học, là mình không đi học nhá. Đừng có bao giờ ý nghĩ đấy nhá. Bạn nào bắt nạt cứ bảo với anh nhá. Anh sẽ đi xuống anh khắc nói chuyện với bạn đấy, và có thể là anh sẽ nói chuyện với lại là bên hiệu trưởng nhà trường. Đấy, người ta sẽ cho một cái kỷ luật nào đấy để lần sau người ta sẽ không có dám bắt nạt nữa. Em đừng có nghĩ rằng là em bé cho nên là người khác dọa em là em sợ nhá. Đừng có bao giờ ý nghĩ là người khác dọa là không đi học nhá, nhớ chưa? Đấy, cái điều đấy là anh dặn cho em. Anh thì coi em như là một người em của anh, cho nên là anh là cái người cầu nối. Khi mà anh đưa em đi xuống cái học thì cũng được là mẹ của em là đồng ý rồi. Mẹ của em cũng tin tưởng và giao em là cho anh, để mà cho anh quản lý em, làm sao mà sau này em thành người được nhá. Thì có thể là có những lần anh nói là nó sẽ hơi to một chút. Đấy, nhưng mà anh thương thì anh mới nói với em thôi. Nếu mà anh không thương thì anh không nói nhá. Rồi, đấy là những cái việc mà anh dặn dò là em là đầu tiên là các bạn bắt nạt là không được bỏ học nhá. Cái điều đấy thì anh cũng đã từng trải qua rồi, cho nên là anh cũng biết các em là bây giờ em kém anh là 8 tuổi, cho nên là cái suy nghĩ của anh là hiện tại là đang ở tầm 8 tuổi của em chẳng hạn. Đấy, cho nên là có những cái gì thì là bảo với anh nhá. Đừng có mà số tiền mà bà bé là để mà đưa em đi học nó không dừng lại ở mức là 15 triệu hay là 20 triệu cả. Nó, bà bé sẽ còn gửi thêm cho em rất là nhiều để làm sao mà em học hết ngôi trường cấp 3, để về em về còn chỉ dạy cho hai người anh của mình. Anh của mình thì có một người là học đến lớp 11, còn có một người là chỉ học đến lớp 5 thôi. Đấy, cho nên là các anh vẫn còn về cái mức mà tiếp thu học tập của anh rất là kém, cho nên là cả gia đình là kỳ vọng của em để mà cho em đi học nhá. Đấy, thì đến bây giờ thì buồn ngủ chưa? Chưa. Vẫn chưa buồn ngủ đúng không? Thế thì một tí là đi ngồi sau anh. Đấy, anh thì đi đường đêm thì mãi anh quen rồi. Đấy, và ngôi trường của em thì là nó là ở ngay chỗ phòng trọ của em, cũng là ở ngay trường thôi. Ngay trường thôi, đúng không? Cho nên là trước mắt thời gian là em đi bộ đã nhá. Hay cứ đi bộ đã, còn sau này để mà bà bé điện với anh xong là bà tính thêm, thì đến lúc đấy thì anh sẽ lại nói với em. Đấy, nhưng mà bây giờ là cái cũng xin thưa với lại các bác cô chú ở trên kênh là cái khoản tiền của bà bé là hiện tại cháu Lực đang cầm là 13.600.000, là 60.000. Và ngày mai thì cháu Lực sẽ chi thêm là một số khoản nữa để cho em chùa là yên tâm mà học hành. Và ở đây thì sẽ trích thêm cho chùa là một chút tiền để cho chùa là cầm trong người nhá. Đấy, thì đến ngày mai thì anh sẽ đưa sau. Bây giờ thì anh sẽ chưa đưa cho em nhá. Có thể là mai tập trung xong thì em, người ta sẽ hẹn là một cái hôm nào đấy điểm đi học. Đấy, đấy là điều thứ nhất. Và có thể là điều thứ hai thì có thể là em sẽ ở dưới đấy luôn đến cuối tuần. Thì nếu mà tuần nào anh rảnh thì anh sẽ đi xuống dưới đấy đón em. Còn tuần nào mà anh không rảnh được thì em là ở dưới đấy để học nhá. Để học xong là có thể là một tháng là anh sẽ đón em về nhà một lần, từ nhà thăm mẹ cũng như là thăm các anh. Đấy, cái việc của em là bây giờ là chỉ có học với lại học thôi nhá. Đấy, thì bây giờ nào anh em mình di chuyển thôi. Đồ đạc thì cầm hết đúng không? Rồi.
Nào, hộ anh lấy quyển sổ này để trong ba lô này một tí. Ba lô của chùa thì là hôm nọ cũng để xuống dưới kia hết rồi cô bác ạ. Đấy, để ngăn ngăn này, đấy. Đấy, mũ bảo hiểm thì đã chuẩn bị hết rồi đúng không? Đây là quần áo của em đúng không? À, quần áo với lại này anh à, mặc cái áo rét này anh đưa cho vào đi. Tí đi 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 đường lạnh lắm em ạ. À, áo rét của anh mặc sau, hả? Tí lạnh mặc sau. Đấy, còn tí lạnh mặc sau. À. Đấy. Đấy, xem là còn đồ đạc gì không? Hết đồ đạc rồi đúng không? Đấy. May là cái quá trình mà hai anh em đang di chuyển từ trên xá mà đi xuống huyện là không mưa các bác ạ. Nếu mà trời mưa thì phải nói là đi còn khó khăn nữa. Đây, đường vào cái mùa này thì phải nói là rất là nhiều đất của bác ở đường vào cái mùa này ấy. Đâu đâu cũng bị sạt lở khá là nhiều. Chùa thì có bao giờ đi đêm như thế này chưa chùa? Nhiều rồi anh ạ. Đi nhiều à? Nhưng mà đi video làm gì? Lúc đi đăng à, lúc là đi sang nhà chị à? Nhưng mà tầm độ mấy giờ đi đến tầm mấy giờ thì về? Lúc đi 6 giờ 7 giờ đi, có lúc 12 giờ về. À, 12 giờ 1 giờ về à? Thế là đi cùng anh Quỳnh à? Nhưng mà chỉ đi ngồi sau theo anh Quỳnh chứ. Đường đi có rất là nhiều cái bùn đất này đường ấy. Và bây giờ thì có lẽ là hai anh em sẽ tiếp tục là di chuyển tiếp các bác ạ. Nha, chỗ này có nhiều sương mù đấy chùa nhỉ? Trên này có một cái thác nước rất là lớn. Ôi, cái đoạn này vừa rồi bị mưa sao đây chùa này. Đấy là đường nhựa là ướt hết rồi. Chùa là cảm giác buồn ngủ chưa? Cũng hơi buồn ngủ rồi à? À, anh cũng thấy đấy, anh cũng hơi buồn ngủ rồi. Mắt là bắt đầu là xíu biết lại rồi, nếu mà không nói chuyện với nhau á. Nếu mà tầm này ở quê là ở chỗ trên kia là anh ngủ lâu đấy. Đấy, nhưng cung đường của em Quỳnh đi tìm con chứ. Nếu mà những ngày mà nắng ráo thì con đường này phải nói là rất là bụi các bác ạ. Còn là những ngày mưa như này này các bác này đi lại là đường sợ đường nó trơn quá nên là không có dám đi nhanh. Hai anh em mà chỉ có đi tốc độ là 30 đến 40 thôi. Đây là mình đi một đoạn thì lại thấy là đường ướt, còn đi một đoạn lại đường lại khô rồi. Bây giờ thì đâu đó là tầm độ 10 cây nữa bác. Tầm độ 10 cây nữa thì sẽ đến huyện. Đấy, nhưng mà 10 cây ở trên vùng cao thì phải nói là tầm có khi nếu mà đi là phải bằng tầm độ 50 cây ở dưới xuôi các bác. Đường nó đi khó và nó vòng vèo nhiều. Đường để vào đường thì mùa này phải nói là đi ở chỗ nào không thấy là gặp những con đường bị sạt các bác ạ. Đôi lúc là đi là cũng cảm giác như hơi ghê mà lạnh sau lưng một chút đấy các bác. Con đường này thì là đối với cháu Lực thì nó cũng phải gọi là một cái kỷ niệm mà khá là dài, khá là đáng nhớ các bác ạ. Con đường này thì không biết là bao nhiêu lần là bố xuống đây để mà đón là đi về nữa.
luôn nhỉ bây giờ ấy, xong là không chắc là không ghi hình được đâu các bác ạ. Đến huyện thì sẽ rửa tay chân là đi ngủ sớm, xong là ngày mai tiếp tục là cái công việc mà làm cái người cầu nối để mà đưa em chùa là em ấy đi học. Thưa các bác, hôm qua thì hai anh em đã di chuyển là từ trên nhà để mà đi xuống dưới phòng trọ mà hôm trước là cháu Lực vào thuê cho em chùa rồi. Chùa thì hôm qua có ngủ ngon không? Có. Có. Hôm qua là hai anh em là ngủ một mạch là tới sáng nay luôn các bác. Sáng nay còn phải cài báo thức cơ. Bây giờ thì anh sẽ đưa chùa là lên trên trường để xem là trường là xem là chùa là học lớp nào nhá. Tại vì chùa là lần đầu mới đi xuống các bác, cho nên là khá là ngại ngùng. Thành ra là cháu Đức sẽ phải đưa em chùa để mà đi lên trên để mà nhập học, cho em mới chọn lớp này kia rồi. Thì nếu như là chùa học xong rồi đấy các bác, thì cháu Đức sẽ đưa em chùa là đi mua thêm một số đồ nữa cho bản thân em chùa, cũng như là một số đồ để cho để phòng trọ cho em chùa là sinh hoạt. Còn là bây giờ mấy cái đồ đạc này kia thì có đầy đủ rồi, và gạo này thức ăn này thì còn chưa có, thì cháu Lực sẽ mở để mà bỏ vào luôn tủ lạnh cho em chùa là đỡ phải đi mua luôn các bác. Đấy, bây giờ thì chùa rửa mặt xong chưa? Xong rồi đúng không? Tí là sẽ phải là đi cắt thêm tóc nhá, tóc là lại dài đấy nhở. Rồi thưa các bác, đến bây giờ thì em chùa đã đi trường và về rồi. Thế là chùa là chọn được lớp chưa? Rồi à. Thế là học lớp bao nhiêu? Lớp 10A. 10A à? À, là lớp 10A đúng không? Thế là lớp 10 năm nay có bao nhiêu lớp? 2 lớp. Có 2 lớp à? Em là học lớp 10A đúng không? À. Thế là đi học thì cô giáo phát vở cho chưa? Thế là phát ở đâu xem nào? Phát sách. À, phát sách cho đúng không? Vở là tự mua đúng không? Rồi. Thế thì vở thế một tí sẽ đi mua sau. À, đấy là sách đúng không? Thế là bao nhiêu môn đấy? Thử đếm xem nào. 9 môn. 9 môn à? Gồm có môn gì? Môn văn, lịch sử. Nói to lên. Toán, hoạt động trải nghiệm, ướt nhiệt. Rồi. Điện lý. Rồi. Sinh học. Rồi. Vật lý. Rồi. Hóa học. Rồi. Vật lý. Rồi. Đấy, ở trong khi mà em đi học các bác thì cháu Lực cũng đã ở nhà là đi mua thêm một số đồ nữa về. Thứ nhất là mua cái phần nền, cái miếng giải để nền này các bác này. Cái này chỉ là cái miếng giải thôi các bác nhé, nó không phải là bằng gỗ cả. Và thêm nữa thì là mua là thêm là một cái tủ nữa để em chùa là đựng quần áo. Cộng thêm ở đây là một số đồ như là bát đũa ở trong này, thêm là một cái xô nữa, cái chạm bát nữa. Đấy là cái phần đồ mà cháu Lực là vừa mới mua. Đấy bây giờ thì chùa dùng kéo cắt cái nấm ni lông này ra đi. Đấy. Quần áo là khi mà dùng là không được để treo lên trên dây này nhá. À. Treo lên trên kia nhá. À. Là tí nữa anh đi mua thêm móc nữa là để vào trong móc nhá. Đấy, cắt hết, bỏ hết cái. Đấy, chiều thì sẽ tiếp tục là đưa em chùa đi sắm thêm là một số món nữa các bác. Ở đây thì những công việc mà cháu Lực làm ấy thì cũng được sự đồng ý của Mạnh Thường Quân rồi. Đấy, còn về em chùa thì Mạnh Thường Quân là được ba bé là bà sẽ đồng hành cùng. Em mới học đến hết 12 cô bác nhá. Đến tới ngày hôm nay thì em mới chuẩn bị là đi vào học thôi. Em cắt tận trong này này. Đây, cắt đây này, cắt đây này. Đấy, cắt đây này. Cắt đây này. Còn đằng sau nó kệ nó, cắt đi. Đấy, đằng sau thì kệ nó. Đằng sau thì coi như là một cái lớp mà để mà che vào tường cái luôn. Này là như là một ngôi nhà mới của chùa đấy nhá. Xem là có kéo được không, nếu mà kéo được thì kéo ra. Không kéo được đâu, em phải cắt bên này nữa mà, đây này. Cắt hết bên này đã. Đây này. Đấy, bóc siêu cái tủ ấy. Đấy, tủ lạnh thì là cháu Lực cũng đã cắm vào rồi các bác ạ. Đấy, mới cắm vào thôi. Đến ngày hôm nay thì là mới cơm vào. Trong này thì chưa có tủ, chưa có thịt thà gì cả. Một tí nó sẽ mua cho em thịt nữa. Đấy, cả hai ngăn thì vẫn chưa có gì cả.
và một tí nữa sẽ bảo em chùa là dọn dẹp hết cái tủ đã cho nó đỡ mùi. Vậy ra góc bên này thì nếu mà như thêm một thời gian nữa thì sẽ mua một cái góc, một cái bàn cho em chùa là học ở góc này, và sẽ gắn thêm một cái bóng đèn nữa. Xong chưa? Em mở ra xem nào. Có chìa khóa nhá. Đấy. Ngăn bên này thì không có này. Đấy. Ngăn bên này thì không có. Còn ở trên này nhá. Trên này là treo quần áo ở đây nhá. Rồi. Nếu mà trên này mà treo mà nhiều quá thì gấp gọn lại để dưới kia nhá. Em đi ra kia lấy khăn về lau cái tủ cho nó đỡ mùi một tí. Cái tủ nhựa nó hơi mùi một chút. Đấy, khăn ở trước mặt em ấy, đấy. Đấy, lau qua một chút cho nó đỡ mùi nhá. Đấy, vừa rồi thì cũng lại đưa em chùa đi cắt tóc thêm rồi. Chùa thì ở trên bản nhiều ấy, cho nên là sẽ đi xuống này sẽ có rất là nhiều cái nó sẽ lạ lắm đối với em. Thế hôm nay đi học thì hôm nay em đi học thì có sợ không? Không ạ. Không á? Dạ. Thế là chủ nhiệm là thầy giáo là cô giáo? Cô giáo. Cô giáo đúng không? Dạ. Biết tên cô là gì chưa? Chưa. Vẫn chưa? Ồ. Thế mai là học chưa? Rồi ạ. Mai là bắt đầu vào học rồi đúng không? Dạ. Tại thời tiết ở bên ngoài thì phải nói là khá là nắng nóng đúng không ạ? Đấy, trường của em chùa thì là ngay ở trên này thôi. Đấy. Tủ này là sẽ có rất là nhiều ngăn này, quần áo thì nhớ là để gọn gàng nhá. Còn là cái này là chìa khóa này, tủ này thì có chìa khóa. Được chưa? Rồi. Một tí nữa thì chùa là rửa bát này ra đây chỉ cho. Ra đây. Đây. Thưa cô bác, em chùa để cho được xé chỉ để mà em ấy biết cô bác nhá. Đây này nhá, một tí nữa anh sẽ bảo này. Cái xô này nhá. Cái xô này thì một tí nữa rửa xong thì cho gạo vào đây nhá. Còn là mấy cái bát này thì bây giờ em đổ bát bỏ hết lên trên cái chỗ rửa bát này đi. Đấy. Bỏ hết bát đố lên trên này. Ôi, anh quên mua dao rồi. Chú phải nghe, đúng không? Chú không nghe anh. Ai à? Đấy, đồ để trên này xong một tí rửa là úp hết vào đây nhá. Cái này là một tí cũng phải rửa nhá. À. Nhá, rửa hết đồ đạc kia, tối nay là tự nấu cơm ăn cơm đấy. Đấy, bây giờ thì sẽ để em chùa là dọn dẹp thêm một chút nữa các bác. Thì lực sẽ đi mua thêm một số đồ dùng để cho em chùa, để tối nay em mới sinh hoạt. Thưa cô bác, trong lúc mà em chùa dọn dẹp thì cháu Lực có lại tiếp tục là đi mua thêm là một số đồ nữa. Ở đây thì khi mà đi mua chỉ có những cái giấy người ta viết ra trên này thôi cô bác. Thì để một tí nữa cháu Lực về thì cháu Lực sẽ tổng lại cái số tiền hôm nay là cháu Lực đã chi cho em chùa là đi bao nhiêu cô bác nhá. Đấy, quần áo thì treo lên nhá. Quần em muốn gọn gàng thì nếu mà theo cách của anh thì là áo em treo một bên, quần em treo một bên nhá. Yeah. Còn là bên này thì em có thể treo áo khoác nhá, trên này ấy. Mấy cái ngăn này thì em có thể là để đây như máy sấy tóc này, xong là những cái đồ đạc nhá. Yeah. Cái quyển vở này thì có thể là để dưới này được nhá. Yeah. Vở thì vừa rồi là anh cũng mua cho là để ở kia kìa. Yeah. Đấy, lúc nào mà dùng hết thì lại bảo anh mua thêm nhá. Yeah. Đấy, lấy tí bỏ cái cặp kia ra nhá. À. Cái cặp đi học về dùng xong nhá, thì để ngăn dưới đây cho anh nhá. À. À, cho nó gọn gàng thôi. À. Đây, ở đây thì thật sự ra thì sẽ sau khi mà cháu Lực đăng tải cái video này sẽ có một số cô bác sẽ nói rằng là cháu Lực chỉ đứng sai bảo thôi cô bác, nhưng mà ở đây nếu mà cháu Lực không có bảo em thì em lại không có biết rồi. Thế nên là bắt buộc là cháu Lực là phải bảo cho em ấy như vậy. Ở bên này thì đồ đạc bây giờ thì cũng đã
sắm sửa khá là đầy đủ rồi. Vừa rồi thì có đi mua thêm thịt này. Thịt này thì bây giờ cháu Đức sẽ để trong tủ mát của bác nhé. Thì một tí nữa sẽ cắt ra từng miếng nhỏ cho em để vào trên tủ đá ở trên này này. Treo được chưa? Treo được thì bây giờ anh em mình đi lên trên đi xuống bên kia mua chút đồ nữa. Ở đây thì chùa sắm thêm những cái vật này cho chùa để mà để chỗ gọn gàng hơn. Cái này là con mới, cảm giác như rất là mùi gà các bác ạ. Giải một cái lớp nền nhà này thì cảm giác như là nhà cửa nó sạch sẽ hơn. Xong chưa? Đấy, cất vở đi, cất vở đi vào trong trong ngăn kéo đi. Ngày mai là cầm cả vở này đi đúng không? Rồi, sách lớp 10 của bác ạ. Đấy, ngày mai cầm lên trên thì xé sau. Em mà để ngăn nào đấy? À, để ngăn ngăn này đi, này. Em để ngăn này cho nó chắc này. Đấy, cả vở, cả cặp nữa. Phòng này thì chỉ có một mình là em chùa là ở thôi các bác nhá. Cháu Lực sẽ không cho bất cứ là bạn nào vào đây ở cùng chùa, để cho chùa là một mình ở sẽ thứ nhất là yên tĩnh hơn và để học. Đấy, cặp sách thì để thế này nhá. Mai thì chỉ cần việc là bỏ vào xong là đi. Đấy, bút này, bút tức kẻ có 3 này. Đấy, mua rất là nhiều cái đón đồ mà phải nói là nhất là nhỏ nhặt của bác ạ, đi nhặt từng chỗ một đấy. Xong chưa? Bây giờ thì tắt quạt đi. Từ đã anh ấy cống nước này để vào tủ mát á. Cái đồ ăn này thì nào chùa anh dạy này, cái đồ ăn như rau này, củ quả nhá, thì em để tủ mát ở đây nhá. Còn là cái tổ một tí mà thịt mà thà thì cái thịt này này, thịt này thì một tí nữa anh sẽ bỏ ra, xong là cho em thái ra từng cái miếng nhỏ nhá. Từng cái cục chứ không phải là miếng nhỏ, từng cục để cho em bỏ vào tủ đá, lúc nào mà đến giờ ăn ấy chỉ cần việc bỏ ra thôi. Đấy. Bây giờ thì tắt điện đi. Tắt điện xong rồi lấy cái mũ bảo hiểm đội vào nhá. Đóng cửa không? Có chứ, khóa cửa đi. Khi mà đi đâu là bất cứ đi đâu là phải khóa cửa lại nhá. Được chưa? Đấy, chùa thì là học là cháu Lực cũng đã nói rồi cô bác, là ngay trên này thôi, một cái quãng đường mà cũng rất là ngắn. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em chùa là đi xuống mua thêm một chút đồ của cô bác nhá. Được chưa? Chùa là ra đến quán quần áo rồi cô bác. Anh ơi, chùa vào đây, chùa thích mà quần vải là con bò, quần vải à? Vâng, chùa tìm quần vải là quần vải ở phía bên nào anh Ngân ơi? Quần vải ở phía bên nào ấy? Đấy, tìm đi. Đấy, cho chùa là tự tìm nhá. Vâng. Thời tiết thì phải nói là đến giờ này thì khá là nắng nóng của bác ạ, thời tiết đấy. Đang ngủ trưa à, bà chú? 2 giờ rồi, 3 giờ rồi. Chọn cho thanh niên này mấy cái quần vải á. Thử mặc quần bò em nhé, chùa nhá. Chị lấy cái quần bò nhá. Vâng. Lấy cho 26, 27 thế á. Cái quần kia là đang là số bao nhiêu? Số 25, lấy số 26, 27. Số 27 à? Là 22 là 26 cũng được. Thử chùa chọn đi, xem là cái nào thì một tí nữa
xem số là biết. Ngân này chọn cho hai cái như nhau đi. Nó khác khác một tí. Lấy một con bò đi. Một con bò á? Này. Con bò có số bé mà. Chúa ơi, xem con bò nào chúa. Không. Quần nào đừng rách rách nhá. Anh ấy không lấy con bò rồi. Không lấy con bò á? Vâng. À, thằng này nó lại không thích con bò. Xem nào, xem một cái có ưng không? Đây. Vừa bền vừa đẹp. Này chẳng mặc đẹp hơn con vải à? Không mặc đi đâu cũng sợ rách đâu. Thì kiểu đẹp hơn còn đẹp hơn. Đấy, xem là có ưng không? Đẹp chắc có thì lấy cái này. Tại chùa thì hôm nay thì cũng là lần đầu tiên mà đi xuống dưới huyện để mua quần áo các bác ạ. Mua ở xã thì là trước là cũng được là một bác mạnh thường quân là có gửi đấy. Có gửi tiền để mà mua quần áo rồi. Được, hợp chưa? Dạ. Có ưng không? Đẹp đấy. Có. Nói to thế nào, ưng không? Thích không? Có. Nói to nào, cho thích chứ. Lấy áo không? Có, lấy áo nữa, thêm là hai cái. À, lấy chọn màu trắng này Ngân này. Lấy áo trắng á? Đúng rồi. À, đi học này áo trắng rồi. Nhưng mà lấy cái loại áo ngắn tay cũng được mà. Một cái ngắn tay đi, một cái dài tay đi. Ừ, đây ngắn tay đấy. Không, lấy loại trắng hoàn toàn đấy. Ừ, đây. Này, sao đấy nhỉ? Cái áo như nào? Không. Không. Lấy áo màu gì? Tại vì là chùa là ở trên bảng đúng không? Trắng. Mặc những cái màu trắng nhưng mà lấy dài tay bộ thì... mà. Vâng. Lấy dài tay. Thích loại dài tay à? Hả? Lấy một cái màu trắng màu đen rồi anh. Một cái màu trắng, một cái màu đen á? Vâng. Đấy, ra kia xem nào. Đấy, thử chọn những cái loại này thế nào. Đây này, cái của chị đang cầm bên này. Vâng. Nhìn nó đẹp hơn đấy. Cái này anh chị. Không, lấy cái bên kia đi. Cái này trong một bên nó ấy trước có rồi. Lấy cái của tay của Ngân đang cầm ấy. Đấy. Cái đúng rồi. Cái kia có một bên màu khác, một bên màu khác, nhìn nó không ấy. Lấy một cái áo cộng không? Hay là lấy cái áo dài tay? Lấy áo dài tay thôi. Đi học thì mấy nữa tính sau. Những cái loại bên này nó có loại khác không hả Ngân? Này, nó loại bé bé không? Áo cộng ở trên kia có 3 cái rồi. Vâng. Em xem là cái nào hợp thì em bảo với chị đi. Vâng. Đấy. Không là một tí nữa các bác lại bảo anh là chọn theo ý của anh á. Lấy màu này được không? Không. Cái màu đấy già quá, Ngân ạ. Màu này. Ok, cái đấy lấy loại khác đi. Thế chỉ có lấy kẻ màu thôi. Cùng đâu? Đen không ấy. Lấy kẻ màu thôi. Không thì lấy hai cái màu trắng cũng được mà. Vâng. Đây, không lấy chỗ này. Và này to quá. Ừ, mướn vào người anh xem nào. Đấy, tí nó thành chùa khác ngay. Hết mấy cái mẫu đấy rồi à? Không, lấy cái này này, Ngân này. Đổi cái này cho chùa một cái này. Đấy. Cái loại này này. Chùa để mà cái này loại này một cái này. Đấy. Đi học mà có phải là đi làm đâu. Mà mình mặc áo trắng này nó. Ôi nhưng mà dài thế nhở. Cảm giác size mờ nhưng mà nó vẫn dài hơn ạ. Người đó bé mà, người đó tí không à. Mặc to to tí năm sau rồi mặc tiếp nhở. Hay lấy cái cọc tên màu đen. Quần này áo nó không nhất thiết phải màu trắng hết đâu á. Lấy cái loại tay của Ngân nó cầm xem này. Đang không cho nó sở thử luôn được, thử đi. À cũng như nhau đâu mà có dài được bao nhiêu đâu. Chắc cũng vừa rồi anh ạ. Hả? Chắc cũng vừa rồi. Vừa đúng không? Vâng. Rồi, đấy. Nó phải mặc như thế thôi, này bé đâu. Không,
không em bảo nó hàng mà hàng này đường này này có cổ đi học rồi đấy. Hằng có cổ này đi học á? Ờ, năm nay của nó thằng mua hàng sao nào? Thử lấy xuống xem nào, xem là có ưng không. Này đi học được này. Đây, nếu mà thích màu đen. Trông đi già già đấy nhỉ. Thằng này hàng của thanh niên ấy, già gì nữa. Có thấy có ưng không à chưa? Hàng của thanh niên này là nhiều cái. Chua, để xem là cái nào ưng rồi chỉ cho chị xem nào. Thích hàng như này không? Thích mặc áo như này không? Có. Mới lấy một cái cho xuống cho xem. Cái này, áo như này mặc chẳng đẹp hơn à? Nhưng mà em thích cái... Cái nào? Cái này phải không? Cái dưới nữa. Cái này phải không? Cái vạch trắng này đúng không? Cái kẻ trắng này đúng không? Cái dưới nữa đây. Đây à? Cái tầm song này à? Đây phải không? Vâng, và cái có chú đấy. Ok. Này có sợ lắm đâu ấy. Chị xem có được không? Đây có lưng như đây chị đo xem này. Quay đằng lưng chị sợ đo xem có ngắn không? Cái này sợ mặc bé đấy. Mấy cái áo rộng rộng một chút, sang năm sau còn mặc được ấy. Áo này là mặc vừa in đấy. Vừa in thôi mà. Thế là chùa là thích cái kia đúng không? Thế thì cầm ra kia xem nào, là từ từ đi ra kia lấy dép một đôi đó. Đây để đây này, cái đồ mình chọn đây, để đây tí nó cho chị đi xem. Dép là lấy dép quay là dép ấy, dép quay à? Đúng rồi. Đây chú ơi, đây xem nào, chân máy phải dưới 37 rồi, cái mất 9 rồi. Đấy, người này chọn cho anh một cái đôi giày thể dục nữa. Cái giày nào mà thể dục học sinh hay mua nhiều ấy. Thế gọi kia kìa. Giày đá bóng này á? Đúng rồi. Thế nó chả giày thể dục. Giày này đi bên. Vừa không? Cái này vừa rồi. Vừa chưa? Rồi ạ. Có thích loại này không? Hả? Lại là dép này á? Ờ, nhưng mà đi học là dép này là nó nhà trường mới cho. Tại vì là nó có coi cô bác ạ. Vâng. Còn là đi mấy dép kia không có quay, người ta trường không cho đâu. Thử tìm giày xem nào. Giày này nhỏ đấy nhỉ. Ba tám, con lấy bật. Đây. Hàng này thì siêu bền, cứ bẩn là đánh là giặt thôi. Không có sợ bong tan. Chứ hàng đấy thì đã thoải mái. Cái kia thì là mình đi thể dục thôi. Đấy, nào mà có môn thể dục thì mình mới đeo đi thôi. Còn nắng giờ này chỉ đi học thì đi này thôi, thích cái này không? Có. Vừa chân chưa? Rồi ạ. Ngân là để vào túi cho anh đấy. Đấy, sau một cái thời gian chọn lựa thì em cũng đã được là vài bộ quần áo để đi học rồi, giày dép có. Kéo ra thử vân kéo này xem nào, không vừa thì lấy kiểu khác thôi. Anh nghĩ là cái này là... Này là vừa in, này là vẫn vừa... Nhưng mà cứ đổi cho anh như thế này. Cứ cho thử xem nào, nó có thích không nào. Bỏ xem nào. Thử đi. Đấy. Đấy, quần áo đây này. Không à. Còn rách hết cả da rồi. Nhà. Ở nhà vất vả đấy nhở. Ở nhà là cũng phụ mẹ là rất là nhiều quá ạ. Bây giờ thì cháu lực xe cùng em mới chọn thêm quần áo đó cô bác. Thì cháu lực xe không có ghi hình thêm nữa. Tại vì là hiện tại là rất là nóng cô bác ạ. Cầm máy quay thì nóng quá rồi. Thì sợ là máy chịu không được ấy. Đây, xem cái đấy nào. Đây, thưa cô bác, vừa rồi cháu lực cũng đã cùng em chùa là đi mua quần áo là về tới phòng trọ rồi. Quần áo này thì một tí nữa em sẽ để treo lên nhá. Xong là anh dặn thêm là một số thứ nữa và thịt ở trong tủ này nhá, tí em cắt ra.
thành cái miếng nhỏ mà em vừa ăn nhá. Xong mà để vào túi bóng, một tí nữa anh sẽ hướng dẫn thêm. Đây vừa rồi thì cháu Lực cũng đã mua đầy đủ đồ cho em rồi cô bác nhá. Thì bây giờ cháu Lực sẽ đi vào và thông qua cái phần mà cháu Lực hôm nay mua một chút cái đồ đạc, bây giờ tất cả mọi cái thì cũng đã sắm sửa cho em là đầy đủ rồi. Nước mắm này, mì chính, đây thì cũng mua cái lọ về cho em mới để trong này để cho nó gọn gàng một chút. Bát đũa này, nào là xà phòng tắm, xà phòng giặt, dầu rửa bát. Còn đây là gạo thì cháu Lực cũng mua thùng để cho em ấy đựng gạo trên này để cho nó tránh không bị ẩm mốc của bác ạ. Phải nói là một ngày chạy thì cũng thấm khá là mệt rồi. Vừa rồi thì anh em có mua một tí quả về để mà ăn của bác ạ. Ăn quả đi. Ăn quả không à, anh cũng sẽ phải là di chuyển là đi về thôi. Nho này khá là ngọt của bác ạ, nho. Đấy thì cái này nhá, là ở phòng nhá, buổi sáng đi học về nhá. Đi học về thì dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch sẽ nhá. Còn bây giờ chưa có bàn học ấy, thì buổi tối là ngồi ở đây học nhá. Ngồi ở góc nào sáng, rồi ngồi ở góc nào sáng ấy nhá. Đấy. Còn anh sẽ dặn thêm một chút này. Trong cái quá trình mà đi học thì có thể là anh dặn lại nhiều lần thì em sẽ cảm thấy hơi bực mình một chút, nhưng mà nó sẽ không có dư thừa cả. Tại vì anh đã trải qua rồi. Đấy, nếu mà như trong quá trình học ấy có bạn nào mà bắt nạt thì là bảo với anh hoặc là bảo với thầy cô nhá. Rồi, đấy thì thêm nữa là khi mà đi ra ngoài nhá, là đồ đạc ở trong phòng thì cũng khá là nhiều, cho nên là đóng cửa, đồng hoàng này kia nhá. Đấy, vừa rồi thì anh cũng trả thêm là cho chủ trọ là thêm là 4 tháng tiền nhà nữa rồi. Thì là hết một tháng chủ trọ sẽ bảo với anh là cái tiền điện với lại cái tiền nước mà em dùng là bao nhiêu. Rồi, vừa rồi thì em chùa cũng vừa đi thay thêm là một cái bộ quần áo để cho các bác là cùng là nhìn. Cái đi chùa bây giờ thử đứng lên xem nào. Đứng lên xem nào. Đấy. Đấy. Mà đi học là phải mặc những cái bộ áo trắng như này thì trông nó ấy hơn cô bác. Chùa thì có vẻ như là khá là đen cô bác ạ, ở trên bản lâu quá ấy. Đấy, ngồi xuống đi. Áo cũng vừa nhỉ. Anh áo trắng là phải biết giữ gìn một chút nhá. Đấy, bây giờ thì khi mà đi vào cái phần hôm nay cháu Lực chi tiêu được quá, thì cháu Lực xin gửi một lời cảm ơn tới bà bé rất là nhiều. Cảm ơn bà đã đồng hành để đưa em chùa đi học. Ngay đến cái thời điểm hôm nay này thì là ngày mai là em chùa sẽ đi vào là nhập học rồi, là học lớp 10. Đấy, đáng lẽ ra là trước khi nếu mà cháu Lực có duyên lại bà bé sớm hơn, với lại duyên là em chùa sớm hơn, thì em chùa sẽ học là cấp 3 cô bác ạ. Đấy, nhưng mà do là nhập học muộn quá cho nên là cấp 3 người ta không tuyển nữa. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là cái trường này nó không khác gì là cấp 3 bao nhiêu cả cô bác. Sau này mà ra trường thì nó sẽ như một cái bằng là như nhau cả. Đấy, thì rất là cảm ơn tới bà bé. Và những cái số đồ mà hôm nay cháu được sắm thì cũng chi phí thì cũng rơi vào là khá là nhiều rồi. Đến là cái thời điểm hiện tại thì chùa là chỉ cần việc ở trong và học thôi, và chỉ cần là mua thức ăn thôi. Thức ăn vừa rồi cháu được mua cho chùa thì ít nhất là cũng phải ăn được tầm nửa tháng chùa nhá. Thịt nhá. Còn là rau thì một tí nữa anh sẽ đưa cho chùa là thêm tiền để mà chùa đi bộ xuống dưới chợ nấy anh dạy cho nhá. Là đi xuống ấy mua rau về để mà nấu cơm ăn cơm nhá. Đấy, việc của em ở đây là chỉ tập trung học thôi nhá, không có làm gì thêm nhá. Sau này khi mà học ổn định vào, anh thấy được là anh sẽ giới thiệu chùa là đi làm thêm. Đi làm thêm để thứ nhất là chùa là đi ra ngoài tiếp xúc được thêm là nhiều những cái môi trường mới để cho chùa là biết được nhiều thứ hơn các bác. Đấy, còn bây giờ thì chùa gửi một lời cảm ơn tới bà bé nhá. Con xin cảm ơn bà bé đã hỗ trợ con đi học. Con chúc bà bé có nhiều hạnh phúc và sức khỏe. Rồi, đấy, thời điểm hiện tại thì anh ghi hình em vẫn còn nói là hơi vấp một chút, nhưng mà đến sau này em học được tầm nửa năm hay là một năm rồi thì em sẽ phải thay đổi đi nhiều nhá. Đấy, tích cực mà không phải ngại bạn bè gì cả, cứ nói chuyện với bạn bè, giao lưu bạn bè mọi thứ nhá. Nhưng mà tuyệt đối là ở đây là không có rủ bạn bè ra đây để mà uống rượu này hay là thức đêm muộn hay là đánh điện tử muộn nhá. Đấy,
Việc của em là chỉ có việc học thôi nhá. Đấy. Và ngày 8 tháng 8 thì bà bé có gửi cho cháu Lực là một khoản là 15.006.000 của bác nhá. Và trong đó thì cháu Lực trừ là 1.304.000. Hôm trước là còn âm của cháu Lực, và số tiền còn dư còn lại là 13.366.000. Thì trong đó thì cháu Lực chi là mua một cái tủ đằng sau của em là hết 2.500.000, và mua giải nền nhà là hết 900.000, và mua móc treo quần áo là 150.000, và mua thịt để trong tủ là 1.000.000, và mua hai con dao và một cái thất là 200.000. Hai anh em trưa nay đi ăn thì hết là 200.000, và mua gạo 20 cân là 450.000. Và tiếp đó thì cháu Lực mua thêm là hai bát bạt này là 100.000, và mua thêm một cái xô đựng gạo là 50.000, mua thêm một bát hai bát to là 30.000, mua một lóc bát con là gồm 10 cái là 60.000, và mua hai cái đĩa là 40.000, mua đũa là 8.000, và mua muối múc canh là 3.000, và mua lọ là 3 cái là 20.000, và mua một chạm để bát là 220.000. Thì chồng chỗ này cháu Lực chi là hết 500 là 30.000 của bác nhé. Và tiếp theo đó thì là mua vở này, bút này, thước này là hết 300.000. Mua hai chai nước mắm này là 30.000, mua mì chính là 50.000, mua bàn chải là 35.000, mua dầu gội xăm siêu là 140.000, và mua chai dầu ăn là 70.000, và chi hết là 300 là 32.000 của bác nhé. Và đưa em chùa đi cắt tóc là 50.000 nữa, và mua quần áo của chùa là hết 1.900.000 là 50.000, và đưa chùa là 300.000 nữa. Thì cái đưa chùa này thì một tí nữa anh sẽ đưa chùa sau nhá. Rồi, và trả tiền trọ là 4 tháng là hết là 4.000.000 rồi. Và mua hoa quả là 150.000, thì tổng số tiền mà cháu Lực chi đi hết là 13.050.000. Đấy là cái khoản hôm nay là anh chi mua đồ cho em nhá. Và số tiền là còn dư là 661.000. Là cái khoản này thì mấy nữa anh sẽ đóng tiền điện cho chùa nhá. Đấy, đây là tổng tất cả mà số tiền mà cháu Lực vừa chi đi hết là 13.005.000 của bác nhá. Và hiện tại còn dư là 661.000. Thì cái này khi nào mà bà bé tiếp tục là liên lạc với cháu Lực thì cháu Lực sẽ tiếp tục là nói với bà bé là chi tiết hơn. Đấy, cũng rất là mong là các bác thông cảm là khi mà cháu Lực đi mua ấy, thật sự ra những cái món đồ này mà cháu Lực đi mua của bác nhặt từng cái một của bác ạ. Có những cái xô thì có cửa hàng này có cửa hàng không có, thành ra là phải chạy. Thí dụ như là cửa hàng này có bát nhưng mà lại không có xô thì cháu Lực lại chạy đi chạy lại, thì phải nói là thời tiết thì rất là nắng, cũng tương đối là say nắng một chút rồi cô bác ạ. Vừa rồi là anh đã nói qua về cái khoản chi tiêu của hôm nay là anh chi cho chùa hết bao nhiêu nhá. Đấy, bà bé là hỗ trợ em học là bây giờ hầu như là em chỉ cần việc là ở thôi đấy nhá, còn là mọi chuyện còn lại thì em không phải lo, em chỉ cần lo là việc học thôi. Đấy, việc học, và sau này thì để đến cuối năm thì có một cái thành quả nó đấy cho thứ nhất là bà bé, và thứ hai thì tới tất cả các cô bác anh chị là yêu quý tới em để em đi học nhá. Hay còn là cái video này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Thế có lẽ là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thế cô bác ạ. Và rất là cảm ơn tấm lòng của bà bé đã hỗ trợ cho em chùa đi học. Và một lần nữa xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào cô bác. Con xin chào tạm biệt các ông, các bà, các cô, các chú ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này.
Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Mm-hmm.